thời gian thi là 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, không ít ông bố bà mẹ chọn việc ở lại chờ đợi trước cổng trường dù thời tiết vô cùng nóng bức. Giờ chỉ mong xem là con nó ra mặt mũi nó thế nào thôi, cười hay là mếu máo. Nhưng mà cô này thì bọn mùi này thì nó tươi lắm. Mong là con sẽ cười tươi. Sao bố không về mà lại ngồi đây đợi con suốt 2 tiếng đồng hồ? Vì cũng muốn là khi con ra thì con nhìn thấy mình. Thứ hai nữa là khi mà có những cái gì đột xuất xảy ra thì mình ở bên cạnh gần nhất để có thể hỗ trợ con. Bố thấy lo lắng. Thấy lo lắng thi cử thấy nó áp lực quá. Và thấy lo lắng có thể hơn người thi, hơn con ấy. Chỉ hết 1/2 thời gian, cổng trường thi đã dần đông hơn. Các phụ huynh không ở lại chờ ngoài cửa cũng đến rất sớm để ngóng tin con. Dù chưa đến giờ còn có thể ra ngoài. Cha mẹ nào cũng muốn là ra trước một chút để xem là con có làm được bài không. Đấy là tâm trạng chung của tất cả các bậc phụ huynh, cha mẹ mình là như thế. Thế mình thì thực ra thì cũng muốn là đứng giờ thì ra để cho đảm bảo an toàn giao thông nhưng mà sốt ruột quá. Thế nhưng để cho con có một tâm lý thật vững vàng, một cơ thể khỏe mạnh, điều kiện tốt nhất cho kỳ thi. Những người bố người mẹ này đều không dám bộc lộ những lo lắng của mình cho con biết. Tất cả khi được hỏi, chỉ cho biết họ chú ý hơn đến chuyện ăn ngủ của con, động viên khuyên bảo nhưng không dám ép con học. Lớp con tổ chức đi thôi, còn đi văn miếu. Cho các con đến nơi đấy vừa là để nhớ lại những cái về lịch sử, vừa là động viên tinh thần cho các con. Cũng động viên con thôi, động viên con học. Và trước khi thi thì bảo con nghỉ ngơi. Như hồi xưa mà tôi đi thi thì trước ngày, 2 ngày thi tôi chẳng học hay gì cả. Nhưng mà trẻ con bây giờ nó lo lắng. Như hôm qua thấy con cũng thức đến 11 giờ và tôi giục đi ngủ. Nhưng mà nó bảo con lo lắm. Thế là làm cho bố mẹ lại càng thêm áp lực. Đề thi ngữ văn ngày hôm qua có một câu nghị luận nói về vai trò của gia đình. Bố thì dạng sáng nay mới về, còn nhưng mà sáng nay bố cũng động viên, mẹ thì động viên xong rồi ngay hôm nay rồi. Bác rồi anh rồi mọi người, cả em trai em cũng động viên em. Cảm giác lúc ngồi trong phòng thi, lúc mà đọc được đến cái đề đấy, cảm giác tự dưng cảm xúc nó cứ tuôn trào đấy, viết nhiều lắm, viết cả hết cả tờ giấy thi luôn. Con nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Ngoài đó có thể nói, học sinh lớp 9 lớn rồi, cần gì bố mẹ đưa đón, chờ đợi như thế cho khổ ra. Thế nhưng với những bố bà mẹ này, những đứa con dù lớn vẫn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ, quan tâm. Nhất là vào những thời khắc được coi là quan trọng của cuộc đời.